chấm dứt chương trình hát cho nghe của Văn Nam Minh của đêm nay.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đến ủng hộ cho đêm 19 tháng 6 2014 tại sân khấu chúng tôi cho chương trình hát cho nghe của Hoàng Đăng và anh Kiệt sân khấu. Chúc quý vị ra lời Việt Nam của đội tuyển Việt Nam. Thank you. Tình thương khắp nơi, đất nước tuy xa vời, ta đã yêu thương đời. Đừng e nắng gió sương bạn ơi, từ đồng xanh ra đi biên giới, người trường chiến mang vai áo tôi. Xuân đã mang hương trời, ta quyết đem hương đời để đi đó thấy màu nắng tươi. Khắp nơi, theo mỗi nơi người.